phối ghép all in one, tức là vừa là xem phim vừa là karaoke luôn. Và đây là một cái âm đi xem phim mọi người. Đó, và đây là hệ thống karaoke. Thì ngày mai á, tại vì là đang còn chờ phần tụ cho xong xuôi hết thì mình phải đặt máy vào một chỗ luôn cho nó gọn, nó đẹp. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mấy anh em cũng tiếp tục thi công và lắp đặt hệ thống âm thanh. Căn phòng này thì khách hàng đã xác định là một căn phòng để giải trí về vấn đề âm thanh. Cho nên là khi mà thiết kế căn phòng thì khách hàng cũng đã chú ý tới vấn đề là âm học, từ cách âm cho đến tới vấn đề tiêu âm. Thì các cái vách này thì đã được ốp bằng gỗ thì cũng giảm cái tỷ lệ gọi là bị vang, nó cũng có khả năng tiêu âm cũng rất là tốt. Ngoài ra nữa thì khách đã cố tình trang trí những cái vách như thế này thì cũng để giúp tiêu âm. Nói chung là sẽ có nhiều, trong căn phòng chúng ta có nhiều cái phần lồi lõm ra này kia, đặc biệt là những chất nị này kia thì nó sẽ giúp cho căn phòng của chúng ta được tiêu âm tốt hơn, âm thanh nó sẽ cho ra ok hơn. Đó, về phần trần cũng vậy, cũng được ốp gỗ. Đây là phần phía sau, là cái phần mà khách hàng sẽ đặt sofa phía sau này mọi người ha. Đây thì từ vách phía sau cũng vậy, cũng đã được ốp gỗ, cho nên là khi mình vào đây thì cũng có độ vang, nói chung là cũng chưa có được ok cho lắm, nhưng mà với mức độ gia đình thì như vậy nó cũng tương đối rồi. Các cái ô như thế này vừa là để anh trang trí rượu này kia, rồi là vừa để là tiêu âm cho nó tốt hơn, nói chung cho nó chuẩn hơn cho vấn đề âm thanh. Mai mốt á, thì sofa của anh vô hết cả rồi, bàn ghế này kia vô thì nó sẽ giảm được tỷ lệ vang rất là nhiều. Và hiện tại thì một căn phòng mới khi mình đang đứng nói như thế này thì mình cảm nhận được rằng là vẫn đang còn độ vang, nói chung nó chưa được tối ưu hoàn toàn. Mà khi mình nghĩ là khi mà sofa vô đầy đủ cả rồi thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi thì cái căn phòng này là một căn phòng all in one, thì là được thiết kế đó là một hệ thống karaoke và một hệ thống xem phim riêng biệt. Có một cái vấn đề khác ở các căn phòng khác, thì căn phòng khác thì mình cũng có hai phối ghép là loa phông là riêng, loa phông của xem phim riêng và loa phông của karaoke riêng. Nhưng mà căn phòng này thì mình sẽ tận dụng cặp loa của karaoke để mà làm loa phông cho xem phim luôn, tức là hai trong một luôn. Và hệ thống center thì mình vẫn sử dụng là riêng. Center thì mình lắp đó là một chiếc center monitor audio. Rồi âm ly thì mình sử dụng âm ly là 3000 bay. Sub thì bình thường nhiều phòng thì mình cũng có ráp hai sub, nhưng mà phòng này thì mình cũng nghĩ không cần, cho nên là mình chỉ ráp một sub thôi. Mình sẽ tận dụng sub này vừa là sub vừa là đi hệ thống xem phim và đi hệ thống karaoke. Nói chung là nó không bị ảnh hưởng gì về chất lượng hết, nó đều ok cả. Còn phía sau thì mình cũng phối ghép một cặp loa monitor audio, đó cũng làm loa surround ở phía sau. Và ở trên trần thì mình cũng phối ghép một cặp Jamo làm loa Atmos. Nói chung là đây là một hệ thống phòng all in one, cho nên là mình phối ghép như vậy để cho anh tiện sử dụng trong vừa karaoke và cũng vừa xem phim này kia luôn. Ngoài ra thì bộ này thì mình cũng có phối ghép thêm một chiếc mixer nhỏ nhỏ để cho đôi khi bạn của anh chơi guitar nhạc cụ này kia thì có thêm các thiết bị để chúng ta cắm. Chưa vang số không có xài guitar, nói chung là vang số thì không thể xài nhạc cụ được, mình nói thiệt ra là như vậy. Đây là hai bạn đang lủi lặm lắp từ sáng tới giờ, hình như mấy bạn lắp đâu đó khoảng từ tầm 10 giờ mà bây giờ xong xuôi hết cả rồi. Thì bây giờ thì mới bắt đầu là vào hệ thống máy rồi đấu dây cho nó lên tiếng này kia, xong rồi tun hệ thống. Thì một lát nữa thì mình sẽ tune hệ thống xong, setup này kia ok cả rồi, mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ nghe thử một cái phòng all in one này, vừa hệ thống xem phim vừa hệ thống karaoke, để xem cái chất âm của nó cho ra như thế nào. Rồi mời mọi người chúng ta cùng đánh giá mọi người ha. Từ trưa tới giờ anh em cũng đã lắp đặt xong xuôi hết cả rồi, và tranh mình cũng tranh thủ mình tune hệ thống xong xuôi cả rồi.
thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ lược qua cái bộ dàn này một chút, rồi lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe một bài hát, mình sẽ hát một bài để mọi người chúng ta sẽ nghe thử, và mình sẽ mở một đoạn nhạc đen để mọi người chúng ta cùng nghe cái áp lực của cái bộ combo này đánh với không gian này. Không gian này đâu đó khoảng tầm 25m² gì đó mọi người. Nói chung là lúc nãy khi mình đang tôn á, mình có test qua một chút rồi, mình thấy nó rất là mạnh luôn mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút để mọi người chúng ta sẽ tham khảo, chúng ta nắm được các thông tin sản phẩm để chúng ta có thể tham khảo, chúng ta lựa chọn cho chúng ta một combo ha. Phối ghép all in one, tức là vừa là xem phim vừa là karaoke luôn, và đây là một cái âm đi xem phim mọi người. Đó, và đây là hệ thống karaoke. Thì ngày mai á, tại vì là đang còn chờ phần tụ cho xong xuôi hết thì mình phải đặt máy vào một chỗ luôn cho nó gọn nó đẹp. Thì bây giờ mình đang dây nhỡ rất là bừa bộn, mình thấy rất là đang hơi rất là nó rất là bừa bộn, nên là đang chờ là tụ họ vô hết xong xuôi thì cái đó hệ thống máy mình sẽ gom hết ra qua đây, rồi mình sẽ gom dây nhỡ gọn gàng lại hết nên còn là hết chất gọn gàng, và cái đó mình mới bàn giao chứ hôm nay mình chưa bàn giao đâu. Và hôm nay thì mình sẽ test âm cho mọi người chúng ta cùng nghe. Thì bộ này thì mình phối ghép hệ thống máy, đó là một chiếc main Waffledel Pro XR2500, và vang số thì mình phối ghép một chiếc vang số của Fedico XT1000 Pro, còn micro thì mình phối ghép vào micro Soundmic 599. Đầu karaoke thì mình phối ghép đó là dòng đầu Dun Vision 4K Solo. Ngoài ra nữa thì bởi vì khách có chơi guitar mọi người, nên là bộ này thì mình sẽ phối ghép thêm một cái mixer mình xinh nhỏ nhọn lên nữa để cho và có một vài like đây để khách chơi guitar, để khách có thể cắm vào đây để chơi guitar. Còn vang số thì thực chất vang số không, chúng ta không thể ghép vang số đó, vang số để mà chơi nhạc cụ độc lập được đó, nên là đòi hỏi phải có bắt buộc phải có mixer thì cái đó mình mới chơi nhạc cụ được. Đây là hệ thống máy và hệ thống loa của karaoke á, thì bộ này thì mình sẽ phối ghép là một chiếc sub của MS3. Thì sub này khi mà người thấy mình nhắc tới thì chắc mà những quý vị nào chúng ta có theo dõi kênh Thiên Vũ á, chúng ta sẽ thấy được rằng là dòng sub này thì trước giờ mình lắp cũng khá là nhiều, nói chung là với cái giá thành rất là ok, và cái chất âm và cũng như cái độ bền của nó thì mình phải gọi nói nó là đỉnh, độ bền của nó chưa hề gặp một con sub nào bị lỗi cái dòng này, quá đỉnh về cái độ bền. Loa thì mình phối ghép đó là một cặp loa Waffledel Pro X12 đó. Và lúc đầu mình đã có chia sẻ có nói với mọi người đó là cặp loa này thì mình sẽ tận dụng để làm loa phông cho hệ thống xem phim luôn, và sub của mình cũng tận dụng cho hệ thống sub xem phim luôn, tức là 2 trong 1. Còn và đây là hệ thống bộ center, loa center mọi người ha, cho hệ bộ cho vấn đề xem phim. Atmos, rồi là loa surround đó. Thì surround thì mình sử dụng của monitor audio, và Atmos thì mình sử dụng của Jamo. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ test một vài đoạn nhạc, mình sẽ ca một đoạn và sẽ mở một bài nhạc đen để mọi người chúng ta cảm nhận, chúng ta nghe cái chất âm của cái vocal khi ca nó như thế nào, và mở một đoạn nhạc đen này mọi người chúng ta nghe được cái áp lực của cái combo này khi phối ghép trong cái căn phòng 25m² thì cái chất âm nó cho ra như thế nào mọi người ha. Ngày không đêm không lung linh nắng trên con đường, dòng người đường qua riêng anh ngẩn ngơ miên man, và em hơn có biết tim em vẫn vương bóng hình đời mong, nhưng anh im lặng không gian chảy đến bên em. Vì mai em hững hờ, anh biết giờ là đêm sớm sang. Ngày không nghe, vẫn vẫn không mơ tình nàng. Ngày không nghe, sẽ thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào, em biết bao người nhớ hồn tôi. Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em.
con tim em hạnh phúc dạng người. Anh sẽ đến như bao lần để bên cùng tựa và vai nhau. Ok, thì vừa rồi thì mình đã có test và cũng đã có ca thử này kia. Thì không biết mọi người chúng ta nghe, mọi người chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì thực chất thì mình thu trực tiếp như thế này nên là âm thanh nó cũng không có sẽ được chi tiết lắm đâu. Để mà nghe được thực tế hơn thì chúng ta có thể ghé showroom bên mình để chúng ta trải nghiệm, chúng ta nghe thực tế. Vì khi đó chúng ta nhận xét nó sẽ khách quan hơn. Và với combo như thế này thì được phối ghép như thế này thì những căn phòng như thế này thì mình có test thì mình cảm thấy nó cũng khá là đầy, rất là dày và nghe rất là lớn. Mà mọi người mình chưa có mở hết công suất đâu mà nó nghe rất là lớn. Thì clip thì mình sẽ dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.